người Việt Nam ta thì không thể không biết đến những câu ca ai về đến huyện Đông Anh, ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương. Sau khi đưa quân thống nhất hai bộ tộc là Âu Việt và Lạc Việt với nhau, Thục Phán Xưng Vương lấy hiệu là An Dương Vương, đóng đô ở vùng đất Phong Khê, cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội ngày nay vào khoảng những năm 208 trước công nguyên. Ông là vị vua thứ hai trong lịch sử, kế tục vua Hùng, tiếp tục công cuộc gây dựng, kiến tạo hình hài cho nước Việt trong những ngày đầu lập quốc. Tuy chỉ trị vì trong khoảng trên dưới 30 năm và sau đó để nước ta rơi vào tay của Triệu Đà, mở ra kỷ nguyên hơn 1.000 năm người Việt phải sống dưới trướng của phương Bắc. Thế nhưng những công lao to lớn của An Dương Vương như công khai quốc, chống lại quân Tần hay xây dựng thành ốc vẫn được hậu thế mãi nhắc lại. Và cho đến ngày nay, dù đã trải qua hơn 2.000 năm trong thăng trầm của lịch sử, thế nhưng những công lao của An Dương Vương lẫn những câu chuyện xoay xung quanh ông vẫn là một đề tài chưa thôi hút sự quan tâm đông đảo của giới những người yêu sử. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Tìm Việc 36 năm khám phá rõ hơn về tiểu sử của An Dương Vương cũng như là hành trình dựng nước và giữ nước của ông vua này nhé. An Dương Vương nên thật là Thục Phán, là thủ lĩnh của bộ tộc Âu Việt. Theo nhiều nguồn tài liệu sử sách ghi chép lại, vào cuối thời Hồng Bàng, cách đây khoảng trên 2.300 năm, bấy giờ trên lãnh thổ nước Việt cổ trải dài khắp vùng núi Bắc Bộ sang khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, có hai bộ tộc sinh sống là Lạc Việt do Hùng Vương thống lĩnh và bộ tộc Âu Việt do dòng dõi con cháu họ Thục cai trị. Sau kháng chiến chống quân Tần, hai bộ tộc Lạc Việt và Âu Việt thống nhất với nhau, Thục Phán truất ngôi vua Hùng và lập ra nhà nước Âu Lạc. Ông lấy hiệu là An Dương Vương, đóng đô ở vùng đất Phong Khê, cổ Loa ngày nay. Theo nhiều nguồn tài liệu ghi chép từ truyền miệng của dân cổ Loa có ghi rõ, vua Thục hay An Dương Vương là người thượng du, cụ thể hơn là đất Cao Bằng, có tổ tiên sớm trấn lĩnh vùng núi Việt Bắc, Tây Bắc kéo dài xuống đến vùng trại chủ cổ Loa, là người thạo cung nỏ, chuyên săn bắn, có công dẹp trừ thế lược ngoại bang, khai quốc và lập ra nước Âu Lạc. An Dương Vương là vị vua thứ hai trong lịch sử Việt Nam, người kiến tạo ra hình dáng nước Việt và có vị trí quan trọng trong dòng chảy sử Việt, đặc biệt là lý giải nguồn gốc cho nhân dân ta thời nay. Ghi nhận công lao của Thục Vương, Hoàng Giáp Nguyễn Tư Giản có câu đố rằng: Đế Tĩnh Sơn Hà Thiên Linh Hùng Vĩ, Âu Lạc Khải Phong, Côn Luân Triệu Địa, Uy Trấn Viêm Giao, Công Thủy Thanh Sử, Thành Quách Do Tồn, Nhân Tâm Vô Dị, Miếu Mạo Nguy Nga, Trường Lưu Thiên Địa. Từ thời gian làm thủ lĩnh thống nhất hai bộ tộc Âu Việt và Lạc Việt, An Dương Vương từng có công chống lại nước Tần, bảo vệ bờ cõi nước Việt, xây dựng quốc phòng, chấn hưng đất nước, kế tục và phát triển mạnh mẽ nền văn hóa Đông Sơn từ thời vua Hùng. Về trang thiết bị, vũ khí, phát minh quân sự mới dưới thời An Dương Vương chính là nỏ Liên Châu, một lần bắn được nhiều phát, dân gian ta gọi là nỏ thần. Các bạn thân mến, nhà nước Âu Lạc được ra đời vào thời gian những năm 208 trước công nguyên là kết quả của cuộc kháng chiến chống lại quân xâm lược mà thủ lĩnh tối cao lãnh đạo cuộc kháng chiến này không ai khác đó chính là Thục Phán. Theo nhiều tài liệu sử sách đã ghi chép lại, vào cuối những thời vua Hùng thì ngoại xâm trở thành vấn đề quan trọng nhất được quan tâm bởi đông đảo các quân thần. Và cũng vào thời điểm này, tại Trung Quốc, vua nước Việt thời Xuân Thu chiến quốc là Việt Vương Câu Tiễn đã chiếm được nước Ngô vào khoảng những năm 373 trước công nguyên và sau đó thống lĩnh một vùng đất đai rộng lớn kéo dài từ Sơn Đông sang đến Quảng Đông của Trung Quốc. Vua nước Việt liên tục sai sứ sang nước Văn Lang để cầu hòa và tìm mọi cách để thống lĩnh nước này, tuy vậy đều bị vua Hùng cự tuyệt. Trong lịch sử cũng xác nhận rằng đây là cuộc đụng độ châm mào cho những cuộc hỗn chiến Bình Bách Việt của quân đội nhà Hán. Vào năm 221 trước công nguyên, lúc này Tần Thủy Hoàng đã chinh phạt xong 6 nước chư hầu và lần đầu tiên thống lĩnh được Trung Quốc trên tất cả những vùng đất đai không bị phân tranh cát cứ. Thế nhưng, mộng xâm lược mở rộng bờ cõi phía Bắc và phía Nam trong phàm vua họ Tần vẫn chưa dứt. Vào cuối năm 218 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng phái Đồ Thư cầm đầu hơn 50 vạn quân vượt biên giới đánh úp vào nhiều vùng đất của lãnh thổ người Bách Việt từ phía Nam sông Trường Giang. Tuy nhiên, ngay từ ngày đầu xâm lược, quân Tần đã vấp phải làn sóng đấu tranh cuộn trào của người Việt. Tiêu điểm phải kể đến cuộc giao tranh trường kỳ làm hao mòn uy lực và buộc nhà Tần phải quy hàng, được lãnh đạo bởi Thục Phán An Dương Vương.
Khi ấy, người Âu Việt và người Lạc Việt nhờ nhiều năm sống cùng với nhau, chung đụng về dòng máu, văn hóa và lãnh thổ đã cùng nhau đứng lên để chống lại kẻ thù chung. Theo Hoài Nam Sử Ký đã ghi chép lại rằng khi đó người Việt cùng nhau vào rừng ở với cầm thú, không ai chịu để quân Tần bắt, và họ cùng nhau tôn người anh hùng Kiệt Tuấn là Thục Phán lên làm tướng để ban đêm đưa quân ra đánh quân Tần. Chính kế sách là vườn không nhà trống này đã phôi thai ra lối đánh du kích, một kế sách hay, một lối đánh hay được các triều đại sau này của Việt Nam vận dụng trong quá trình kháng chiến chống quân xâm lược. Xác định thế địch mạnh, kháng chiến trường kỳ là cách phù hợp nhất. Ban ngày, người Việt lên rừng chuẩn bị lực lượng. Thời điểm quân địch không phòng bị, tiến ra đánh, quân Tần bị dồn vào bước đường cùng. Thiếu lương, thiếu nước, nguy khốn vô cùng. Trên đà chiến thắng, tinh thần nhân dân, nghĩa sĩ lên cao, Thục Phán đã lãnh đạo quân tiêu diệt toàn bộ sinh lực địch. Đổ thư tử trận, cuộc chiến chống ngoại xâm nhà Tần giành được thắng lợi to lớn. Thắng lợi này cũng ghi vào lịch sử như trận chiến chống lại ngoại xâm đầu tiên của nước ta. Sau khi quân nhà Tần đại bại dưới tay bộ lạc Bách Việt, uy tín và tiếng tăm của Thục Phán tăng mạnh trong quần chúng, không chỉ bộ lạc Âu Việt mà còn cả Lạc Việt. Trong điều kiện này, Thục Phán đã thay Vô Hùng lên làm vua, xưng vương, đặt là An Dương Vương. Trong Việt Sử Lược nói rằng, Hùng Vương bị An Dương Vương đánh đuổi mà lên thay, còn theo truyền thuyết thì cho rằng, Hùng Vương đã khuyên Thánh Tản Viên nhường ngôi cho Thục Phán. Tuy vậy, vẫn phải nhấn mạnh rằng, cuộc thay thế trên không phải là một cuộc tranh chấp quyền bính hay nội chiến, mà trên cơ sở hợp nhất cư dân, lãnh thổ, văn hóa giữa hai vùng đất đai Lạc Việt và Âu Việt với nhau. Do đó, có thể khẳng định rằng, Âu Lạc là nước phát triển mới, kế tục những nét tốt đẹp của nhà nước Văn Lang và những đặc điểm do nhà nước Âu Việt cũ. Tuy chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, tuy nhiên, Âu Lạc hình thành và sự trị vì trong vòng hơn 30 năm của An Dương Vương, chính là một trong những dấu mốc quan trọng trong lịch sử nước nhà. Nằm ở bờ bắc sông Hoàng, dòng sông Tiền Sử nối hai nhánh sông Hồng và sông Cầu, Cổ Loa nơi đóng đô của Thục Vương, thay vì Bạch Hạc, Phú Thọ của vua Hùng trước đây, mở ra thời kỳ phát triển hưng thịnh cho nước Việt. Ngoài tiềm lực quân sự, cư dân đông đúc, kinh tế phát đạt, Âu Lạc chứng tỏ được sức mạnh của mình trước quân xâm lược. Một trong những công trình vĩ đại nhất được gây dựng dưới thời Âu Lạc, An Dương Vương, đó chính là thành Ốc hay thành Cổ Loa. Thành có chu vi là 1.650m, chiều cao là 5m, chiều rộng từ 6 đến 12m và có 3 vòng khép kín. Thành được xây một cách kiên cố để kết hợp mạnh mẽ giữa quân thủy và quân bộ. Thế nhưng theo nhiều truyền thuyết có ghi lại rằng, thời điểm An Dương Vương vừa mới sai tướng Cao Lỗ xây thành thì thành cứ xây lại đổ. May thay, có thần Kim Quy hiện lên bò đi bò lại tại khu vực đất linh địa. Thế rồi Thục Vương cho người bám sát vào những vết bò của rùa vàng, từ đó thành xây không đổ nữa và thành xây kiên cố, nhà nước Âu Lạc yên mọi bề. Nhờ tài trí, khả năng lãnh đạo kiệt xuất của An Dương Vương và sự phát triển mạnh mẽ của nước Âu Lạc làm các triều đại xung quanh phải nể phục. Thế nhưng, tiềm lực này cũng đồng thời trở thành chiếc bánh ngon trước miệng lưỡi của thế lực cát cứ đóng tại phương Bắc, nối tiếp nhà Tần, tiếp tục tham vọng xâm chiếm lãnh thổ người Việt. Theo sử cũ ghi chép lại, năm 210 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng băng hà, vào năm 205 trước công nguyên, nhà Tần chính thức bị nhà Hán lật đổ. Trong bối cảnh Tần suy yếu, thời kỳ lộn xộn trước khi nhà Hán mới thành lập, Triệu Đà vốn là người Hán, một chính quyền cắt cứ ở vùng đất Phiên Ngung đã thống lĩnh thêm hai quận khác là Quế Tâm và Quận Tượng để lập ra nhà nước Nam Việt, sau đó thực hiện âm mưu bành trướng lãnh thổ về phía Nam. Năm 183 trước công nguyên, quân Triệu nhiều lần cho quân tiến vào các vùng đất như Tiên Du, Vũ Ninh, sông Bình Giang của nước Âu Lạc nhưng đều bị các tướng tài như Cao Lỗ, Nồi Hầu, dưới trướng An Dương Vương cùng nhân dân Âu Lạc đánh cho bạt vía. Dưới thế Âu Lạc thịnh, nghĩa quân đông, kế sách chinh phục Âu Lạc bằng vũ lực hoàn toàn sụp đổ, Nam Việt Vương nảy ra ý tưởng cầu hòa và quyết định thay đổi thủ đoạn xâm lược. Theo truyền thuyết và nhiều tài liệu sử sách có ghi chép lại, Triệu Đà hay nhà Nam Việt đã cho con trai là Trọng Thủy sang cầu hôn Mỹ Châu, con gái của An Dương Vương. Nhận được kế sách của giặc, nhiều tướng tài của nhà nước Âu Lạc đã hết lòng khuyên can An Dương Vương nhưng ông không nghe. Sau khi những tướng tài của mình là Cao Lỗ và Nồi Hầu đã về quê, An Dương Vương lần lượt bị quân địch dẫn dắt vào cạm bẫy mà không hề biết. Thế nhưng nguy hiểm và mối đe dọa lớn nhất chính là việc Trọng Thủy đã lợi dụng
là con rể của An Dương Vương, là phu quân của Mị Châu, để xem trộm và đánh cháo nỏ thần. Trên thực tế, đó là xem trộm bí mật quân sự nhằm làm suy yếu lực lượng của nhà nước Âu Lạc. Vì chủ quan, cả tin, An Dương Vương đã nghe theo lời gian tế, xa rời nhân dân, bạc đãi các tướng tài và đưa vận nước đến bờ vực thẳm. Chỉ chờ được có vậy, Trọng Thủy đã cấp báo với nhà nước Nam Việt về thời cơ chín muồi này. Và vào năm 179 trước công nguyên, Nam Việt đã đưa quân sang đánh Âu Lạc, đánh úp vào thành cổ loa, An Dương Vương thất bại, cơ đồ của nhà nước Âu Lạc bị đắm chìm trong biển máu. Huyền thoại được ghi chép, khi nước mất, An Dương Vương cùng con gái là Mị Châu chạy về hướng đông. Khi ấy, Mị Châu tin lời Trọng Thủy xé áo lông ngỗng để chàng tìm thấy mình. Không ngờ, quân Triệu theo vết lông ngỗng để đuổi theo. Đến biển đông, thần Kim Quy hiện lên và chỉ đích danh Mị Châu là kẻ tin lời giặc mà mang lại hiểm họa. An Dương Vương tuốt gươm giết chết con gái và nhảy xuống biển. Kỳ thực, Thục Vương bị dồn đến bước đường cùng và tự sát. Ghi chép lại tích này, nhà thơ Tố Hữu đã viết: tôi kể ngày xưa chuyện Mị Châu, trái tim lầm lỡ để trên đầu, nỏ thần vô ý trao tay giặc, nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu. Sau cái chết của An Dương Vương, Âu Lạc tan rã, nước ta bước vào thời gian bị phương Bắc đô hộ trong hơn 1.000 năm. Từ năm 179 trước công nguyên đến năm 938, nhờ công lao của Ngô Quyền phá tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Nhắc đến An Dương Vương, hậu thế đều nhắc đến cả công và tội lớn xây dựng nhà nước Âu Lạc và đưa nước vào thảm họa nghìn năm Bắc thuộc. Các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ những thông tin thú vị xoay quanh tiểu sử An Dương Vương và những mốc son chói lọi trong quá trình dựng nước và giữ nước của vị vua này. Hy vọng rằng những thông tin này đã thực sự hữu ích và bồi đắp thêm cho bạn một tình yêu lịch sử to lớn. Còn nếu thấy video trên hay, đừng quên like, subscribe và để lại bình luận ngay bên dưới video để ủng hộ và đóng góp cho Tìm Việc 365 có thể ra thêm nhiều video hữu ích hơn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!